Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách và gộp hai giải băng tần của thiết bị Wi-Fi 2 băng tần Viettel. Cụ thể ở đây là dòng HG8145V5. Như các bạn đã biết thì Wi-Fi 2 băng tần được Viettel cung cấp bắt đầu từ gói cước Net2 Plus với tốc độ 80 Mbps/s. Giá cước ở các tỉnh thành là 180.000 một tháng. Với khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giá cước là 200.000 một tháng với khu vực ngoại thành và 220.000 một tháng với khu vực nội thành các bạn nhé. Wi-Fi 2 băng tần phát ở hai giải sóng 2,4GHz và 5GHz giúp giảm nhiễu sóng, phục vụ cùng lúc được nhiều thiết bị và có thể cài đặt linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Với yêu cầu là thiết bị sử dụng của các bạn phải hỗ trợ bắt được hai giải sóng này các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải kết nối Wi-Fi. Ở đây là mình đang kết nối Wi-Fi với lại giải băng tần 2,4GHz tên Nghĩa Viettel. Ngoài ra Wi-Fi vẫn đang phát ở giải sóng 5GHz với tên gọi Nghĩa Viettel gạch dưới 5G các bạn nhé. Ok, mình kết nối xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trình duyệt. Đầu tiên các bạn sẽ cần nhập vào đường link sau: 192.168.1.1. Mình khuyến khích các bạn dùng Google Chrome nhé. Ok, các bạn bấm vào đường link đường dẫn này. Sau đó hệ thống sẽ ra một màn hình đăng nhập. Các bạn nhập account và mật khẩu theo ký tự in ở đáy modem các bạn nhé. Ở đây đáy modem của mình, các bạn để ý dòng username admin là cái tên gọi chung. Còn dòng password sẽ khác nhau nhé. Của mình là HVKTC66F095A0. Dòng trên các bạn nhập admin này là gần như là chung cho tất cả rồi. Còn dòng dưới mỗi thiết bị sẽ khác nhau nhé. HVKTC, đọc một lần mình không thể nhớ nữa, 66F095A0. Ok, các bạn ấn vào login nhé. Sau khi login thì màn hình sẽ hiện lên màn hình cài đặt ở đây. Ok, mình khuyến khích các bạn sử dụng Google Chrome vì đặt một tiện ích này. Các bạn thấy đấy, trên màn hình hiện toàn tiếng Anh. Bạn nào mà không biết tiếng Anh thì rất là khó để sử dụng. Vì thế các bạn dùng Google dịch ở đây. Các bạn bấm vào dòng dịch. Khi các bạn vào trình duyệt thì các bạn ấn dấu 3 chấm ở trên cùng nhé. Chọn đến dòng dịch và chọn từ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đó, sau khi dịch xong thì rất là đơn giản thôi. Bạn nào không hiểu về công nghệ vẫn có thể cài đặt được bình thường. Các bạn để ý giúp mình cái dòng thiết lập không dây. Ở đây đang hiển thị hai cái tên Wi-Fi, đó là Nghĩa Viettel và Nghĩa Viettel gạch dưới 5G. Các bạn chỉ cần bấm vào băng tần kép hợp nhất. Bấm vào đây thì sẽ hiển thị. Khi các bạn dò tìm bằng điện thoại thì chỉ có hiển thị một tên gọi duy nhất thôi, đó là Nghĩa Viettel. Và Wi-Fi này phát ở hai giải sóng luôn các bạn nhé. Đó, các bạn ấn tiếp theo và ấn kết thúc. Rồi đợi một chút nhé để hệ thống cập nhật. Đó, hệ thống đã cập nhật xong. Bây giờ các bạn sẽ vào dò tìm Wi-Fi đây. Lúc này thì các bạn sẽ chỉ còn mỗi một tên Wi-Fi, đó là Nghĩa Viettel. Nghĩa Viettel 5G vừa biến mất rồi. Ok, vậy là đã thành công bước gộp hai giải băng tần. Các bạn cần tách hai giải băng tần này thành hai tên Wi-Fi thì chỉ cần làm ngược lại thôi. Chúng ta cùng đi ngược lại. Sau khi mà các bạn đăng nhập thành công, đây là màn hình đăng nhập thành công rồi nhé. Thì các bạn, đây mình sẽ ấn dịch cho các bạn dễ nhìn này. Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đó. Thì các bạn chỉ cần ấn vào cái dòng tích xanh, bỏ cái tích xanh ở dòng băng tần kép hợp nhất này nhé. Đó, nó sẽ hiện ra hai tên Wi-Fi luôn. Lúc này thì hai tên Wi-Fi này vẫn đang giống nhau và các bạn sẽ cần cài đặt chỉnh sửa một chút. Ví dụ mình ở đây sẽ thêm vào gạch dưới 5G. Đó, còn mật khẩu tùy các bạn lựa chọn đặt nhé. Các bạn ấn vào tiếp theo rồi ấn kết thúc và đợi một chút như lúc nãy thôi. Hệ thống báo thành công là chúng ta cùng dò lại là được. Đó, báo thành công rồi. Bây giờ dò lại sóng nhá. Dò sóng. Lúc nãy là đã gộp thành đó. Bây giờ sẽ hiện ra thêm Nghĩa Viettel gạch dưới 5G.
Vậy là đã thành công rồi, tách và gộp sóng thành công. Mục đích của việc tách hoặc là gộp hai giải băng tần này thì tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn thôi. Như ở nhà mình thì mình chỉ sử dụng một mình nên mình sẽ để chế độ gộp nhé, mình sẽ để chế độ gộp này. Còn các bạn muốn mà sử dụng cho mục đích khác, ví dụ một cái tên wifi các bạn chuyên sử dụng cho các bạn, còn một cái tên wifi khác các bạn sử dụng cho mọi người, bạn bè, người thân sử dụng, thì các bạn nên để tách hai giải băng tần. Khi tách thì các bạn sẽ phải thêm một chút rắc rối khi các bạn sử dụng. Ví dụ các bạn sẽ cần phải cài đặt thủ công khi muốn kết nối với wifi của nhà mình các bạn nhé. Ok, vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách tách và gộp hai giải băng tần của thiết bị wifi hai băng tần Viettel. Các bạn còn cần hỗ trợ các thông tin nào khác, vui lòng để lại dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như lắp đặt internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên sim đang dùng như V120, V120N, ST90, UMAX 50N, vân vân. Chuyển đổi sim trả trước sang sim trả sau. Ok. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.